Trước đà tăng của giá phân bón cũng do tác động từ chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp vẫn tìm ra nhiều giải pháp để chia sẻ gánh nặng với nhà nông. Với sáng kiến kết nối nhà nông cùng doanh nghiệp qua các kênh trực tuyến, công ty Bà Lá Xanh đã liên tục đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng đến tay nhà nông với giá cả giảm sâu chưa từng có. Anh mới thử nghiệm nguyên một cái đảo hoa mai của anh, thì sau khi mà bón được hơn chục ngày thì thấy nó phát triển rất là tốt. Đây là đoạn phim chia sẻ về hiệu quả của quá trình sản xuất được bà con nông dân gửi về cho công ty phân bón Bà Lá Xanh. Nhờ hoạt động kết nối trực tuyến như thế này, công ty đã lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà nông. Mỗi tối thứ năm hàng tuần, công ty tổ chức chương trình livestream trực tuyến trên trang Facebook Phân bón Bà Lá Xanh VN, vừa hướng dẫn sử dụng sản phẩm, vừa đưa ra nhiều chương trình giảm giá tận gốc, bán hàng tận nơi, cùng nông dân khôi phục sản xuất. Tôi là 30 năm trong nghề nông nghiệp, tôi hiểu được nông dân. Tôi gần nông dân, tôi hiểu được nông dân đang cần gì. Tại sao chúng tôi là công ty duy nhất tôi không tăng giá mà tôi vẫn giữ giá? Tại vì lúc này mà tăng giá nữa đó thì ảnh hưởng nông sản thì bán không được giá, mình tăng giá lên. Bà Lá Xanh đã đưa ra chương trình bán hàng trực tuyến cho online, trực tuyến cho bà con nông dân. Sử dụng cái này đã thành công. Là bà con nông dân gần 50 tỉnh thành ở cả nước Việt Nam đã sử dụng cái sản phẩm Bà Lá Xanh và đã khen tặng rất là nhiều. Kiên trì mục tiêu đưa nông sản Việt Nam đạt chuẩn hữu cơ, chương trình bán hàng không lợi nhuận, bán hàng giá gốc của công ty phân bón Bà Lá Xanh vẫn liên tục được triển khai. Với bộ sản phẩm có giá 10 triệu đồng, nay chỉ còn 5 triệu đồng dùng được cho 1 hectare, bao gồm sản phẩm thần dược, humic hữu cơ, master grow cho 3 thời kỳ, nguyên liệu công nghệ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Công ty phân bón Bà Lá Xanh còn đang áp dụng miễn phí giao hàng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.